thì mỡ của gan trong quá trình nó đang lành mà chỉ sức chỗ đấy ra là nó đúng rồi, chỗ đấy nó bắt đầu đấy. Thế là phải cấy lần thứ ba. Đâu đấy, cái lần hai. Ừ, nhưng mà nếu mà chẳng may vậy lại phải cấy lần nữa. Lần này lần thứ bốn. Muộn 3 tháng nó tẩy một lần nữa. À, muộn là làm là không thấy. Quy lại là báo chị xong rồi. À, xong thì xong mà bây giờ đi đâu có thể đánh son. Từ hôm chị xong cái chị mới xong rồi chị đánh phát vào màu này. Thơm và chị son nó trì. Nhưng mà cái đợt này con bé này nó xong lên màu. Nên màu thở xong rồi chả và lại mình xem một chút nào xong mốt đi thở thì có một chiếc chị ít thẩm mỹ nhất đấy mà tưởng ít vẫn đang trong cái khoa ít cũng nhìn em nữa nữa ít đến đâu nữa chị còn làm mũi làm miết gì vậy anh xem nâng cao trên thì sao chờ bước chân phải sát bên phải giữ bước chân bên bên trái đấy chị làm mũi từ ngày còn phá không ai làm hết vừa ra xe lên một giờ hôm trước thì bảo là em không làm ít nhất đây em còn chưa làm cái gì mỗi mày mới bỗ ai được đẹp tự nhiên như cô đâu mày chả phải làm ai đủ đạt như cô đâu mày vừa làm chơi nhất khu vực đấy thôi xin cô có em không mày em mua đây khổ tôi đấy tự duyên em chỉ không động cằm mê độ đấy thôi